nhân chuyến giao lưu gặp gỡ các nhà sản xuất kinh doanh dịch vụ lốp ô tô trên địa bàn toàn quốc tổ chức tại Đà Nẵng. Sáng nay, Hiệp hội Lốp ô tô Việt Nam có chuyến thăm và tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Các thành viên Hiệp hội đã ân cần thăm hỏi, động viên hơn 100 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và trao tặng mỗi bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây 1 triệu đồng. Dịp này, thông qua kết nối của báo Đà Nẵng, Hiệp hội Lốp ô tô Việt Nam đã trao tặng số tiền 5 triệu đồng cho bệnh nhân Huỳnh Thị Sương, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Đây là việc làm hàng năm của các thành viên Hiệp hội Lốp ô tô Việt Nam. Khi thành lập đến nay, Hiệp hội đã tổ chức nhiều đợt thăm tặng quà, trao phương tiện đi lại cho học sinh, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh với số tiền hơn 500 triệu đồng tại các tỉnh thành.